Giờ coi mình làm gì nha. Trong thời gian chờ đợi ở đây. Đây, ký bill xong rồi. Chứ nãy giờ ngồi ký bill mất thời gian. Đó, mình làm sẵn được hai cái bill nè. Ô, bộ phát rồi hả ta? Ô, nó phát rồi. Ô. Rồi giờ mình cùng đi coi nha.